Em xin chào toàn thể các bác nhá. Buổi sáng hôm nay thì đang đi đánh cây để chuẩn bị bắt đầu giao lưu cùng với mọi người đây. Đấy, như cây em đang đánh đây cho một bác ở dưới Phú Xuyên, Hà Nội. Cây này là 500.000 một cây là bao ship này coi. Đấy, cây cắt giật để tán tự nhiên. Dăm bây giờ đầy đủ hết rồi này các bác. Thì em đánh lên thì các bác cùng theo dõi nhá. Cây này bây giờ đánh lên coi như là mình đánh chặn cho nó luôn đấy các bác. Đấy, Hải dâng lên cho mọi người, cho các bác cùng xem. Đấy, cây có 500.000 thôi nhưng mà to đùng này các bác. Cây nó phải cao được khoảng độ 5-60 cm, tán nó cũng rộng 5-60 cm, phát tán tròn đều ra như này. Cái bộ rễ này thì em bây giờ em chặt đứt lên đi thì coi như là hãm luôn cho nó đấy các bác. Các bác về là các bác chỉ lên chậu thôi, xong là dăm nó tự rụt vào, xong rồi nó làm nằm nụ ở các cái kẽ lá này các bạn. Đấy, quá là đẹp luôn các bạn. 500.000 một cây. Cây loại ghép 3 năm tuổi nha các bác. Đấy, em bây giờ em bắt đầu giao lưu cây cùng với các bác rồi đấy. Đến mùa rồi các bác ạ. Bây giờ bắt đầu em xử lý là hãm hoặc là em gửi được cho các bác luôn rồi. Hôm qua em có quay một cái clip bên cái kênh Dương Thiệu Đào Tết Lạng Sơn thì cũng có chia sẻ với các bác là mùa này là bắt đầu đánh chặn cho đào thất thốn được rồi. Thì hôm nay khi mà gửi cây những cái cây này cho các bác thì bây giờ lộc nó vẫn còn bật lên. Nhưng mà khi em đánh bật hết lên xong rồi đánh giống như kia kìa. Thì em gửi cho các bác thì là nó coi như là đánh chặn luôn. Đấy. Rồi cái clip này em quay ngắn lên đây thôi nhá. Các bác nào mà có nhu cầu thì các bác nhắn tin Zalo cho em. Thì những cái loạt cây đào thất thốn này thì năm nay là những cái cây để bàn rất là đẹp luôn. Mọi năm những cái cây này giá nó phải tầm độ 1 triệu một cây là bao ship. Nhưng mà năm nay là em làm ra rất là nhiều để phục vụ cho các bác trong cái năm nhuận năm nay thì hoa nó nở rực rỡ. Đấy, các bác xem cái cây này. Các bác nào mà đặt sớm thì sẽ chọn được những cây to ở trong cái lô này nha các bác. Đấy, em cũng chỉ có hơn 100 cây là lên những cái bầu như này thôi. Các bác nào đặt sớm thì sẽ chọn được những cái cây nó ưng ý theo ý của các bác. Rồi. Em xin kết thúc video tại đây nhá. Em xin chào toàn thể các bác.